các bạn qua tiêu sớm mới vậy, chưa tới tất niên mà. Bạn Simba giới thiệu với các bạn, đây là những mẫu đuôi tiên cá mới. Những bạn này nè, những bạn đang xài mẫu đuôi tiên cá cũ nè. Simba có nên tạo cơ hội cho mấy bạn ấy đổi đuôi mới không? Hôm nay là tất niên cuối năm mà nên tạo cơ hội đúng không? Mấy bạn nín thở bao lâu? Những bạn dưới 7 tuổi sẽ nín thở 1 phút, đó là giới hạn nha. Còn trên 7 tuổi phải nín thở 1 phút rưỡi mới có cơ hội nhận đuôi tiên cá mới. Trò chơi gì vậy em? Trò chơi nín thở tới 100 phút hay 100 giây? 100 giây. Wow, dữ vậy. Rồi các bạn sẵn sàng chưa? Rồi. Bắt đầu chúng ta đếm nha. Simba đếm đi nào. Được 34 giây. Không có bạn nào chiến thắng ở phần đổi đuôi tiên cá mới. Thành tích của các bạn sao mà tệ dữ vậy ta? Có phải là do không chịu tập luyện chơi nhiều quá đúng không? Ở đây những bạn nào đang mang đuôi tiên cá cũ nè, giơ tay coi. Mang đuôi tiên cá cũ sẽ có một cuộc thi với nhau để có cơ hội đổi đuôi tiên cá mới nha. Cuộc thi tiếp theo để tạo cơ hội cho những bạn mặc đuôi tiên cá cũ của Tion được đổi đuôi mới thì các bạn hãy nghe bạn người cá tai hướng dẫn về cuộc thi nha. Hai bạn này có nghe không? Nói đi tai. Trong tất cả các bạn này, người nào mà lặn sâu mà có ít không ngước đầu lặn xa chứ không phải lặn sâu xa mà không ngước đầu lên, không ngước đầu mà từ bên đó, từ bên đây qua bên đó, mà bên đó vòng về đây. Trong cái cảm xúc hiện này, người nào mà hoành này đây mà không bước đầu, người đó sẽ được tặng đuôi tiên cá mới. Đổi đuôi tiên cá mới. Mấy bạn nghe bạn nói hiểu gì không? Hiểu chắc không? Rồi bắt đầu thi nha, tôi nói lại nha. Bạn nào lặn đi xa nhất là được đổi đuôi tiên cá mới. Mà những bạn mà có thể lặn đi xa nhất rồi hoành về là chắc chắn tất cả mọi người đều được tặng đuôi tiên cá mới nha. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, những bạn mặc đuôi tiên cá cũ bắt đầu xuất phát. Từ bên đây. Đi đi. Ai mà ngóc mặt lên trước là thua nha. Coi như cái đó hồi nãy là xé nháp được không? Hay là muốn tiêu công bố kết quả luôn? Xé nháp đúng không? Thở nước 10 lần đi rồi bắt đầu thi lần nữa, lần cuối cùng nha. 1, 2, 3, xuất phát. Tion xin chúc mừng.
bạn người cá Dung và bạn người cá Helen được đổi đuôi tiên cá mới rồi các bạn ơi. Thật là những phần thưởng xứng đáng cho những bạn có cố gắng, nên hai bạn sẽ được đổi đuôi tiên cá mới. Nào, hãy đưa đuôi tiên cá cũ của bạn đây, đưa đây cho Tiêu Anh nhanh lên nào. Vỗ tay khen mấy bạn đi. Nè, size nhỏ cho bạn nhỏ, size lớn cho bạn lớn nha. Nè, bây giờ các bạn người cá nè, đến phần thi đổi bikini nha. Tặng bikini người cá mới cho mấy bạn. Thì mấy bạn phải bơi một trong ba kỹ thuật đúng nhất. Rồi bây giờ bạn nào chọn bơi kỹ thuật đầu tiên căn bản nè, bơi lặn và lội đó, bạn nào thích bơi giơ tay để bơi cùng với nhau. Hai bạn thích bơi đúng không? Rồi bao nhiêu bạn thích lặn? Rồi hai bạn này lặn nha. Rồi bạn nào thích lội? Rồi phần thi tặng bikini người cá mới ở thể loại bơi căn bản một nhịp, mời các bạn bắt đầu, sẵn sàng chưa nè. Tôi đếm 1, 2, 3 là xuất phát nha. 1, 2, 3 bắt đầu. Những bạn bơi trước, còn bạn nào mà thi lặn thì ở lại lần sau tôi chấm điểm sau. Ai bơi thì thi trước. 1, 2, 3 bắt đầu đi. Bắt đầu. Tay kéo nước làm sao mấy em? Tay nghiêng một góc bao nhiêu mấy em nhớ không? Cái tay nha, cho đúng nha, cái chân á. Bắt đầu tặng quà nha. Ở đây sao bữa nay thấy có nhiều bạn được tặng quà quá vậy ta? Đây, tôi thông báo bạn nào bơi được thì tôi lên tặng quà nha. Bạn Kim Na, bạn Dung, bạn Nori cũng có cố gắng, mời bạn Nori lên luôn. Tại bạn Nori nhỏ mà có cố gắng. Rồi bạn mới đến là tên gì ta? Minh Châu hả? Rồi mời lên luôn. Mời Helen lên luôn. Rồi chọn đồ mới. Rồi đổi. Tặng đồ mới. Lên chọn màu đi mấy em. Rồi bạn Dung em thích màu gì? Dạ thưa tí ơn là em thích màu hồng. Em thích màu hồng hả? Hay là màu vàng đi nhau đi. Rồi. Để em thay đồ cái này. Nori màu gì? Nori ơi. Nori. Rồi. Rồi bạn nào nữa? Em Kim Na thích màu gì? Màu hồng hả? Nè. Rồi em thích màu gì? Nè. Trên sự kiện bữa nay đã kết thúc. Bây giờ chúng ta tiếp tục đến cái gì nè bạn? Đi ăn tất niên. Rồi, chuẩn bị ăn tất niên nha mấy bạn nha.
Trong khi chờ đợi thì các bạn bơi giao lưu chơi với nhau đi nha. Mình coi vậy.